Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay mình sẽ làm món vịt sốt Thái. Ở đây thì mình dùng nửa con vịt. Đấy, vịt thì mình sát muối, sát chanh vào. Đấy, cho nó hết hôi rồi. Mà là cẩn thận nữa thì có thể sát một chút rượu gừng quá, xong rửa sạch. Ngoài ra thì mình có dùng thêm một chút hành tây, một ít hành gốc. Đấy, rất là đơn giản thôi. Cái rau húng chó này thì các bạn có thể là lúc nào gần cho ra thì các bạn cho vào cũng được, hoặc là các bạn sẽ để bên cạnh, sau khi cho ra các bạn để bên cạnh đĩa ăn kèm nhé. Cái món vịt sốt Thái này thì gần như là mình không cần phải dùng nhiều gia vị, chủ yếu là cái sốt Thái này thôi. Đấy. Đấy, đây là những cái chai sốt Thái mình đã đóng thành chai rồi. Mình có chai 500ml này và chai 330ml. Đấy. Thì mình cũng có cái video làm sốt Thái này rồi. Bạn nào mà chưa xem thì vào đấy xem cách làm sốt Thái nhé. Đấy, còn bạn nào mà không muốn làm cái này thì nó mua gia vị nó hơi nhiều cái loại gia vị. Đấy, nếu như bạn mà khó mua gia vị đấy thì các bạn có thể mua cái chai mình làm sẵn thế này, các bạn về các bạn chỉ việc đổ vào các bạn sốt là xong. À, cái chai to này thì mình đang bán lẻ là 75.000 một chai, chai nhỏ này là 50.000 một chai. Bạn nào mà lấy số lượng nhiều thì mình sẽ giảm giá nhé. Bây giờ mình sẽ chặt vịt ra nhé. Vịt làm cái sốt này thì mình không phải như chặt vịt như vịt luộc, vịt quay nhá, mà mình chặt như kiểu chặt gà rang ấy. Nhân thể đây thì mình xin giới thiệu, mình đang bán cóc loại dao các bạn nhé. Đây là con dao chặt gà vịt mà mình vừa chặt vịt xong các bạn nhé. Đấy, con dao này thì mình làm chuyên để triệt gà vịt thôi các bạn nhé. Nó nặng 6 lạng. Đấy, thì con này thì chặt gà vịt thôi các bạn nhé, không chặt xương nhé. Đấy, còn đây là con dao chặt xương. Đấy, con chặt xương thì các bạn phải dùng con dao này. Con dao này chặt xương mình dùng thì làm nó nặng 1 cân các bạn nhé. Đấy. Đấy, ngoài ra thì mình còn con dao thái bản nhỏ này dành cho chị em không dùng thích dùng bản to không quen. Đấy, con này thì nó nặng có 2 nặng thôi. Dao bầu này. Đấy, dao bầu để chuyên để dùng để lọc các bạn nhé. Và cái lô này thì là dao thái. Đấy, con dao thái này, dao thái bản to các bạn nhé. Đấy, các bạn ở nhà hàng, các bạn nhà hàng thì hay dùng con dao bản to như thế này, thái rất là sướng. Đấy, bạn nào mua dao thì ủng hộ mình nhá. Đây thì mình sẽ bổ vuông nhá. Cái củ này nó nhỏ thì mình chỉ bổ làm đôi thôi. Đấy, cắt làm đôi xong rồi tách nó ra. Tách nó ra này. Đấy, các bạn nhìn này. Tách nó ra xong rồi thái vuông. Với cái món này thì cái gia vị chủ yếu là cái ngon từ cái nước sốt. Nên ra mình tẩm ướp này là mục đích để cho nó ở bên trong ấy, nó ngấm được sâu ở bên trong thôi. Thì mình chỉ cho một chút xíu hạt nêm. Đấy, khoảng độ một thìa hạt nêm thôi nhé. Với một thìa là một thìa cà phê các bạn nhé. Với khoảng độ 2 thìa cà phê nước mắm. Thế thôi. Mình sẽ trộn đều cái nước mắm với hạt nêm lên. Bây giờ mình sẽ cho cái bột tổng hợp vào nhá. Cái bột tổng hợp này thì mình có quá nhiều cái video rồi, hàng trăm cái video liên quan đến bột tổng hợp rồi. Đấy, thì mình không giới thiệu cái bột tổng hợp này nữa. Bạn nào chưa xem thì xem những cái video cũ của mình nhé. Mình sẽ cho khoảng độ 2 thìa. Khoảng độ 2 thìa bột tổng hợp vào. Trộn đều lên. Xong. Bạn nào mà cầu kỳ một chút nữa thì có thể cho một chút nòng đỏ. Đấy, nòng đỏ trứng gà vào. Vịt nó hơi khô thì mình cho bột vào, thì thấy nó hơi khô thì mình sẽ cho mấy giọt nước vào. Ít thôi các bạn nhé, đừng cho nhiều.
Để vịt khô thì trộn khô như thế thì mình chiên thì dầu nó nhanh bẩn. Đấy, mình cho như thế này thì chiên thì dầu nó không bị bẩn dầu nhé. Ok, giờ mình sẽ cho vào mình chiên thịt thôi. Giờ mình sẽ thả vịt vào mình chiên nhé. Ở đây mình dùng hay dùng nhiều dầu. Vì nhà mình dùng có nhiều việc thì mình dùng nhiều dầu nhé. Đấy, bạn nào mà ở gia đình thì có thể giảm dầu đi. Bởi vì mình thấy có những cái video các bạn bảo là làm được món thịt thì mẹ nói mắng cả ngày. Đấy, thế nhưng mà các bạn không thể áp dụng được 100% được. Bởi vì là mỗi cái môi trường nó sẽ khác nhau. Ở quán, ở nhà hàng thì bắt buộc phải dùng nhiều dầu. Bởi vì là còn làm nhiều việc khác. Còn ở gia đình mà đúng là dùng như thế này thì nó quá tốn. Nhìn lúc các bạn mà sót ruột thì các bạn không làm được. Các bạn giảm dầu đi và chấp nhận chiên nó lâu hơn. Có nghĩa là mình sẽ không cho chiên hết một mẻ, mà mình phải chiên thành khoảng độ 3-4 mẻ, 3-4 đợt thì nó mới hết được. Được này vớt ra thì nó đỡ tốn dầu nhé. Tất cả những cái đồ chiên thì các bạn thả vào, các bạn không nên đảo luôn nhé. Mình để khoảng độ tầm 15-20 giây, sau đó mình đảo. Với món vịt mà mình chiên trực tiếp như thế này thì mình om khoảng 6 phút nhỏ lửa các bạn nhé. Khoảng 6 phút nhỏ lửa thì nó sẽ chín. Các bạn mà chặt nhỏ thì nó nhanh chín hơn. Ví dụ như miếng này, ở cái đùi này mà nó tụt này thì rất là nhanh chín. Đấy, còn như miếng to thì nó phải tầm 6 phút, 7 phút mới chín được. Nhỏ lửa các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình vớt ra. Đấy, nhìn vàng ngon không? Đấy, mình sẽ đổ đây, tạm thời đổ đây nhá. Đấy, các bạn nhìn vịt ngon không? Chiên nhỏ. Mình sẽ cho một chút dầu ăn vào đây, phi thơm tỏi lên. Đấy, sau khi tỏi của mình phi thơm mà điếc mũi hàng xóm rồi thì bây giờ mình sẽ cho một chút nước lọc vào nhé. Mục đích mình cho cái nước lọc vào để mình cho cái vịt vào mình om 1-2 phút thì nó sẽ không bị cháy. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cái sốt thái vào đây nhé. Sốt thái thì với nửa con vịt thì mình cho khoảng độ tầm nửa cái bát ăn cơm. Đấy. Khoảng tầm này. Nó khoảng vào rơi khoảng độ tầm 40 gram. Rồi mình sẽ cho vịt vào nhé. Rồi mình sẽ đảo cho cái sốt của mình nó ngấm đều với vịt. Khi vịt mà khi cái sốt nó sôi lên thì bây giờ mình sẽ cho cái hành tây vào. Đấy, các bạn căng cái thời gian làm sao cho hành tây nó vừa chín thì cái nước sốt của mình nó cạn nó vừa nhé. Bạn nào mà thích ăn cà rốt thì có thể cho chút cà rốt vào đây cho đẹp. Hành tây gần chín nhá. Hành tây gần chín thì mình sẽ cho một chút hành gốc vào. Đấy, và cho ra thôi. Đấy, lúc này nó khói không nhìn thấy gì, bây giờ hết khói nhìn các bạn nhìn ngon không? Đấy, nước sốt của mình vừa cạn thì bây giờ mình sẽ cho ra nhé. Đấy, như lúc đầu mình nói cái rau này các bạn có thể cho vào xóc cùng vịt, còn các bạn không thích cho thì mình để ngoài mình ăn kèm. Đấy, bởi vì cái này cho vào ấy thì nó có vịt có sẽ có mùi thơm hơn. Thế nhưng mà cho rau vào thì nó bị chín cái rau, nhìn nó để ăn luôn thì được, nhưng mà chỉ cần để một chút là nó xấu. Thì mình để đây ăn kèm nhé. Đấy, cái này do sở thích thôi nha. Bây giờ mình sẽ cho ra vịt ra này. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ạ. Nhìn màu thì giống như kiểu vịt sốt chua ngọt. Đấy, đây là sốt thái của mình nha. Nhìn rất là ngon. Siêu phẩm vịt sốt thái. Đấy, các bạn nhìn thấy cái sốt này nó tiện không? Khi mình làm sẵn thế này mình để thì đến lúc ăn đến đâu cho làm mình đấy rất là tiện. Sốt của mình là để thời gian một tháng thoải mái các bạn nhé. Đấy, vậy là Phùng Tấn vừa làm xong món vịt sốt thái các bạn nhé. Rất là ngon, rất là hấp dẫn. Bạn nào có nhu cầu mua cái một sốt thái này thì ủng hộ mình luôn nhá.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.